là trâu bò này. Đấy, volume em mới đưa lên khoảng 10 giờ thôi, nhưng mà mái tôn rung quần phật rồi. Đấy, hàng vừa về anh em này, về 6 con đẩy bãi xịn anh em nhé. Một dòng đẩy bãi xịn thương hiệu đến từ Mỹ, USA. Đẩy đây có cái mã là H600 anh em này. Đấy, đẩy được thiết kế 24 sò sắt, sò Mexico. Đấy, cực chất anh em nhé. Đấy, hàng vừa về là em bóc khui ra là test thử luôn anh em này. Đấy, đẩy chất mà đánh với loa chất thì hết nước chậm. Đây em test thử với cặp phun đơn bát 40 của Freeway, có mã là Q2F này. Đấy, bát 40 thử 2 côn họng 100, tép này cũng sở hữu một chữ từ 22 côn họng 100 anh em nhé, giá trên 25 triệu đồng. Đấy, thùng gỗ sơn sật cát, bác nào có nhu cầu và liên hệ với em. Tiếng bát đánh cực ngầu anh em nhé. Đấy, tiếng bát đánh phải nói là cực chất, trên cả X15i anh em nhá. Đấy, bác nào có nhu cầu những cặp phun đơn bát 40, tiếng bát đánh bạo lực với cặp PVY Q2F này thì lại bên em. Đẩy này thì bên em về được 6 con các bác nhá. 6 con này. Đấy, hàng cực sạch đẹp anh em nhá. Đấy, về khui ra là em test luôn này. Đấy, dòng đẩy này được thiết kế hai cái nguồn riêng biệt anh em nhé, hai kênh, hai nguồn riêng biệt này. Đấy, qua chất anh em nhá. Đấy, mạch này là mạch Cluster. Đấy, anh em quan sát sò này, 24 sò sắt, sò Mexico nhá. Chất âm nghe rất là sạch sẽ, bốn quạt làm mát cho cái vỉ công suất này. Đấy, mỗi bên đảm nhiệm hai quạt nhá. Đấy, mỗi bên hai quạt này. Đấy, nguồn này đẩy rất là nặng anh em nhá. Đấy, đẩy hai kênh. Đấy, với cặp phun đơn 340 từ 2 côn họng 100 này, bên em vừa nhích khoảng 10 giờ thôi, nó đánh mái tôn đã rung quần vật lên rồi. Đấy, bao chất bao đẹp cho anh em. Đấy, đẩy bãi nhưng mà đẩy đây họ mới dùng lướt thôi anh em nhá. Giá 7,5 triệu, bác nào có nhu cầu một chiếc đẩy thương hiệu đến từ Mỹ, đây là đẩy USA anh em nhé, H600. Đẩy này thì anh em chơi được một cặp full kép bát 40, 725 hay là 525 GB. Anh em vụt cặp với chiếc đẩy này thì qua chất âm quá ok nhá. Đấy, giá 7,5 triệu, đẩy chất mà đi với loa chất thì nó đem đến một cái chất âm hoàn hảo. Đấy, em về 6 con thì đây em mới khui ra 3 con này. Đấy, em mới khui ra 3 con này. Đấy, hàng về tối quá các bác nhá. Đấy, bác nào có nhu cầu một chiếc đẩy bãi xịn thương hiệu đến từ Mỹ, USA, H600, đẩy 2 kênh, sử dụng 24 sò sắt, sò Mexico, hai nguồn riêng biệt này. Đấy, bao zin nguyên bản cho anh em, bao đẹp cho anh em, bao chất cho các bác của anh em. Đấy, giá 7,5 triệu nhá. Cặp loa phun đơn của GA, của Freeway này, Q2F này giá 25, trên 25 triệu anh em nhé. Tiếng bát đánh cực bạo lực nhá. Bác nào có nhu cầu sản phẩm gì liên hệ với bên em. Đấy, em nhích volume một chút này. Đấy.